Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Khi. Thì ngày hôm nay Khi đã quay trở lại với mọi người với một cái video. Nhìn lên cái title của video thì mọi người cũng đã thấy rồi, đó là ai đang muốn gặp bạn. Thì cái ai muốn gặp này ở đây á, Khi sẽ không chỉ hướng đến những cái mối quan hệ tình cảm mà sẽ là những cái mối quan hệ bất kỳ thôi. Có thể là một cái mối quan hệ bạn bè nào đó mà các bạn đang có những cái khúc mắc hay là như thế nào đó, hoặc là bất kỳ một cái mối quan hệ nào đó mà nó hiện lên trên trải bài. Và đừng quá là kỳ vọng vào một nhân vật nào đó, hoặc là đừng quá nghĩ về một nhân vật nào đó khi mà bạn lựa chọn cái chủ đề này. Cứ hãy hít thở thật là thư giãn thôi, để mà giữ cho chúng ta một cái tư thế nó thật là thoải mái, thì chúng ta có thể lựa chọn một cái tụ bài mà nó ra một cái thông điệp đúng nhất. Và cái thông điệp ở trong tụ bài nó sẽ không phải là thông điệp mà các bạn muốn nghe, không phải là người mà các bạn muốn gặp, mà đó sẽ là người mà các bạn cần gặp, và đó là thông điệp mà các bạn cần nghe. Đó là một cái Khi muốn chia sẻ ở đây. Thì ngày hôm nay Khi có 3 tụ bài cho mọi người. Tụ 1 sẽ là thạch anh tím, tụ 2 sẽ là viên lapis lazuli, và tụ 3 sẽ là thạch anh xanh. Thì mọi người cứ hãy xem, và nếu như mà mọi người bị thu hút bởi tụ bài nào thì mọi người có thể lựa chọn ha. Hoặc là nếu như không thì mọi người có thể lựa chọn trên cái tụ bài mà Khi đã chia sẵn ở đây. Thì bây giờ Khi sẽ, và đối với tụ bài ngày hôm nay thì có thể là bạn sẽ có nhiều hơn một đối tượng với bạn mà người đó muốn gặp các bạn, cho nên là nếu như mọi người bị thu hút bởi 2 tụ bài hoặc là bị thu hút bởi cả 3 tụ bài thì mọi người cứ nghe và lấy những cái thông điệp nó phù hợp với mình ha. Ok, bây giờ Khi sẽ bắt đầu đến với các bạn chọn tụ bài đầu tiên. Các bạn chọn tụ bài số 1 ha, là các bạn chọn viên thạch anh tím. Các bạn có Queen of Pentacles, người này rất có thể là người thuộc cung đất. Các bạn có Ace of Wands, wow, các bạn có Ace of Cups. Các bạn có The Moon, các bạn có Ten of Swords, các bạn có Knight of Swords, các bạn có Eight of Swords, các bạn có The Hangman, và các bạn có 5 xu. Five Pentacles, ngày hôm nay Khi dùng, Khi không biết như thế nào nhưng ngày hôm nay tự nhiên Khi lại muốn dùng 3 bộ bài Tarot này, chứ không phải là chỉ một bộ mà rút nhiều lá cho mọi người. Mỗi một bộ tarot thì kia rút 3 lá cho mọi người. Đầu tiên, Khi có thể nói là người này sẽ là một cái người mà rất có thể họ mang một cái nguồn năng lượng nữ tính rất là nhiều. Bởi vì nhìn trong cái tụ bài á, nó cho Khi một cái cảm giác được rằng là người này rất có thể là một người mang nguồn năng lượng nữ tính, hoặc là người này là người mang giới tính nữ. Họ có thể là một cái người cũng đã khá là trưởng thành rồi, khá là lớn rồi, và họ có một cái tầm hiểu biết nhất định. Nên một với một vài trường hợp thì Khi thấy là đây là mẹ của bạn. Trong một vài trường hợp thì người này là một người mang nguồn năng lượng như là người mẹ, có thể là mẹ, có thể là bà, có thể là dì, hoặc là một cái người phụ nữ là chị, một cái người phụ nữ nào đó lớn tuổi, và họ có một cái điều gì đó rất là muốn gặp bạn ở thời điểm hiện tại. Còn nếu như một cái trường hợp nữa thì có thể là một cái người nào đó, có thể là cái người này là cái người họ lớn tuổi hơn bạn. Họ là một người mà các bạn vừa mới gặp đây thôi, và các người này là một cái người họ vừa mới nảy sinh ra một cái cảm xúc gì đó với bạn rất là nhiều. Nhưng mà cái nguồn năng lượng Khi cảm thấy ở đây là, thứ nhất là cái người này là một cái người họ đã trải qua rất là nhiều rồi. Có thể họ là một cái người rất là trải đời rồi, thật ra có một cái tuổi, nếu như họ không phải là người, không phải là quá lớn tuổi á, thì họ cũng là cái người mà họ đã trải qua rất rất là nhiều những cái câu chuyện. Có thể là trải qua rất là nhiều những cái câu chuyện tình cảm, có thể trải qua rất là nhiều những cái xung đột, có thể trải qua rất là nhiều những cái vấn đề họ gặp. Thì ở thời điểm hiện tại họ, cái lý do mà họ muốn gặp lại bạn đó là bởi vì có thể bạn mang cho họ một cái cảm giác gì đó rất là mới mẻ. Bạn mang cho họ một cái cảm giác rất là như là việc giống như là như thế này nè mọi người. Tức là giữa rất là nhiều những cái khó khăn, giữa rất là nhiều những cái bộn bề, giữa rất rất là nhiều những cái vấn đề gì đó nó xảy ra trong cuộc sống của họ, mà họ khiến cho, nó khiến cho họ cảm thấy khó khăn lắm, thì bạn lại là cái người tiếp một cái nguồn động lực đến cho họ. Có thể bạn là cái người cho họ thấy được cái sức trẻ, cái sự trẻ của bạn. Có thể bạn là người mang nguồn năng lượng lửa, bạch dương như mã sư tử, hoặc là khí thiên nguyên lửa mình sông tử, hoặc là đây là nguồn năng lượng của họ. Nhưng mà kiểu là bạn mang cho họ cái cảm giác là rất là tươi trẻ, rất là mới mẻ, cho nên là cả cảm giác họ muốn gặp bạn ở đây.
Một cái ở đây khi thấy là như thế này nè, có thể họ là một cái người mà có tiếng nói, rất là có tiếng nói, rất là có cái tầm ảnh hưởng trong cái cộng đồng của họ. Như là có thể là nếu như là mẹ của bạn á, thì có thể là họ mẹ người mẹ rất là có tiếng nói trong gia đình, hoặc là cái người phụ nữ đó là cái người rất là có tiếng nói trong gia đình, hoặc là nhưng mà quan trọng cái người này là một cái người mang nguồn năng lượng nữ tính rất là nhiều. Có thể họ là một cái người sống rất là tình cảm, hoặc là họ là một cái người sống thiên về cảm xúc và có niềm tin vào tâm linh rất nhiều, khi không cần biết cái giới tính của họ ở đây là như thế nào ha. Một cái ở đây nữa đó là họ là một cái người mà có thể nha, là cái con đường mà họ để, như các bạn nhìn thấy bề ngoài của họ, họ là một cái người rất là thành công, họ là một cái người có rất là nhiều mà ví dụ như là mạnh mẽ, hay là rất là nhiều kinh nghiệm, hay là họ là một cái người cho những cái lời khuyên rất là chính xác, hay là họ là cái người rất là giàu lòng trắc ẩn đó. Họ là một cái người mà rất là thấu hiểu cho những cái người ít kinh nghiệm hơn mình, là một cái người thấu hiểu rất là nhiều cho những cái người mà họ sa mắc cái sai lầm. Và bạn có thể thấy rằng là vì sao họ có thể bình thản được như thế, họ có thể có những cái suy nghĩ như thế, là đó là bởi vì họ cũng đã từng trải qua rất là nhiều những cái vấp ngã, họ cũng đã từng trải qua rất là nhiều những cái khó khăn, họ đã trải qua rất là nhiều những cái vấn đề để ở thời điểm bây giờ họ có thể ở trong cái trạng thái là họ thấy được những cái sai lầm từ những người ít kinh nghiệm hơn. Khi không nói đến tuổi tác ở đây, bởi vì khi không trong tarot, trong cái vấn đề này thì tuổi tác nó không phải là vấn đề, cái tuổi tác bên ngoài nó không phải là vấn đề, mà cái sự trưởng thành bên trong, cái suy nghĩ bên trong của các bạn nó mới là cái phản ánh đúng nhất. Bởi vì có những người họ rất trẻ nhưng họ có cái suy nghĩ rất là trưởng thành, cũng có những người mà họ có một số người ví dụ như là 30-40 tuổi rồi nhưng mà cái suy nghĩ của họ nó không có khó thay đổi nhiều so với cái lúc mà họ 10 hay 20 tuổi. Bởi vì là có một số người họ họ cố chấp trong cái điều đó, hoặc là họ không có những cái điều kiện để mà họ phát triển lên cái kinh nghiệm của mình. Nhưng đây là cái người mà họ đã trải qua rất là nhiều những cái vấp ngã. Nếu như có thể cái người này á, cái người này khi mà bạn ngồi nói chuyện với họ, bạn sẽ nhận ra được rằng là có những cái vấn đề mà tưởng chừng như họ họ không thể nào vượt qua được. Họ đã từng trải qua tất cả những cái gì nó đau khổ nhất, không nói nó đau khổ nhất thì hay, nhưng mà nó tổn thương rất nhiều, cái tổn thương rất nhiều, rồi họ đã phải cố gắng rất nhiều, thậm chí là họ bị lừa dối rất nhiều, họ đã phải cố gắng rất nhiều, họ cũng đã mang rất là nhiều cái tổn thương bên trong của mình. Nhưng để đạt được cái thời điểm của họ ở thời điểm hiện tại á, họ cũng đã trải qua cả một cái chặng hành trình, và không phải là họ không nghi ngờ về tất cả những cái điều mà họ vừa qua, họ vẫn có những cái sự nghi ngờ nhất định cho cái hành trình vừa qua của mình, nhưng họ ở thời điểm hiện tại đã lấy lại được cái điều đó. Và rất có thể đây là một cái người mà họ đang muốn gặp bạn để mà họ chia sẻ cho bạn những cái kinh nghiệm, chia sẻ cho bạn những cái kinh nghiệm, chia sẻ cho bạn về cái hành trình của họ, lan tỏa cho bạn về cái tình yêu thương ở đây. Ở đây nó có lá Ace of Cups, thì nó là một cái lá, nó có thể nó là về tình cảm, nhưng mà ở đây nó không cho Ki thấy nhiều về khía cạnh đó, mà cái Ki cảm nhận nhiều hơn ở đây á, là giống như là họ lan tỏa một cái tình yêu thương, nó rất là ấm áp, và nó mang một cái tính giống như là một gia đình. Có thể họ xem bạn là một thành viên trong gia đình đó, có thể là một người chị, có thể là một người bà, một người mẹ mà họ đã trải qua rất là nhiều rồi, và hiện tại họ đang muốn truyền lại những cái điều đó cho bạn, họ đang muốn dạy bạn rất là nhiều thứ từ những cái kinh nghiệm mà họ gặp phải. Chúng ta có meditation bring answers, chúng ta có communicate clearly within the next few weeks, okay, meditate. Các bạn có passion, các bạn có true love, các bạn có host to host conversation. Trong một vài trường hợp thì Ki vẫn thấy là có thể đây là một cái mối quan hệ tình cảm. Nhưng mà cái tình cảm này ở đây á, nó có thể là tình cảm giữa một cái người lớn tuổi hơn bạn rất là nhiều. Có thể là bạn là một cái người rất là trẻ, có thể đây là một cái người sếp của bạn, hoặc là một cái người cấp trên của bạn. Họ rất là nhiều kinh nghiệm,
Và thông qua cái những cái điều đó thì mọi thứ nó, nhưng là khi nói là họ nhìn thấy ở bạn một cái điều là bạn mang lại cho một cái cảm xúc rất là mới mẻ, rất là tươi trẻ, rất là nhiều cái khả năng với nhau, rất là nhiều những cái về mặt là họ thấy được ở bạn, có thể là từ đó đến giờ họ không thấy được từ những người khác, hay là những cái cách các bạn thể hiện khiến họ rất là thích. Có thể là họ đang rất là muốn một cái điều chắc chắn, họ đang muốn gặp và nói chuyện với bạn rất là nhiều. Mà cái nói chuyện ở đây á, có thể ngay từ lúc đầu nó sẽ là một cái cuộc nói chuyện về kinh nghiệm, chia sẻ với nhau thôi, như là một người đàn anh đàn chị chia sẻ lại cho những cái người đi trước, những cái người đi sau mình thôi, chứ nó cũng không hẳn là một những cái câu chuyện về tình yêu đâu ha. Và có thể là trong khoảng một vài tuần nữa thôi thì các bạn sẽ gặp được cái người này. Khi không biết là các bạn đã gặp cái người này rồi hay là chưa, nhưng mà có thể là các bạn sẽ gặp cái người này trong một vài tuần nữa, hoặc là trong một vài tuần nữa thì các bạn sẽ có một cái cuộc nói chuyện gì đó với cái người này. Và một cái nữa kia thấy là khi mà các bạn nói chuyện với người này xong á, các bạn sẽ nhận ra được rất là nhiều điều, và có thể là các bạn sẽ thấy được rằng là bản thân mình nên đi tìm một cái người true love dành cho chính bản thân mình, đó là dành cái tình yêu thương cho bản thân của mình, và cũng có thể đây là cái người true love của bạn nha. Khi thấy là bởi vì á, thứ nhất là như thế này nè mọi người, đây sẽ là một cái người mà cho dù họ là người mang giới tính nam đi thì họ cũng là một cái người mà sống rất là thiên về tâm linh, thiên về cảm xúc, và cũng có thể họ mang rất là nhiều những cái nguồn năng lượng cảm giác là họ có thể là họ rất là nhẹ nhàng, có thể họ rất là một vài á, thì có thể là bạn sẽ cảm giác giống như là họ không có được thẳng lắm, nhưng mà họ cái tính cách từ đó đến giờ họ là một cái người rất là điềm đạm, rất là ít nói, không phải là ít nói mà rất là điềm đạm, rất là nhẹ nhàng, và không có phải là giống như những cái người mà đàn ông mà quá là mạnh mẽ. Nếu như họ là người mang giới tính nam thì họ cũng cái khả năng cái nguồn năng lượng nữ tính của họ nhiều hơn. Còn nếu như là nữ thì không phải nói rồi, đây là một người phụ nữ rất là, nói chung là họ là một cái người phụ nữ rất là nhiều kinh nghiệm và rất là nhiều sự hiểu biết, rất là nhiều sự thấu hiểu. Và trong một vài trường hợp thì đây có thể là một người chị, một người mẹ, một người bà gì đó của bạn, nếu như đây không phải là một cái mối quan hệ tình cảm. Còn nếu mối quan hệ tình cảm thì có thể đây là một cái người lớn tuổi hơn bạn và một cái người có nhiều kinh nghiệm dành cho bạn. Đây được xem là người này có thể là một cái người chia sẻ được cho bạn rất là nhiều thứ. Các bạn có take the lead, các bạn có believe and succeed, và các bạn có be page chakra. Khi nghĩ là một số ít các bạn trong tụ bài này sẽ là người yêu thôi nha, nhờ mọi người. Bởi vì là rất là một số ít các bạn trong tụ bài số 1 này là họ, các bạn sẽ gặp một cái người yêu. Còn phần lớn thì Ki sẽ nghĩ là đây là cái người mà sẽ chỉ cho các bạn thấy được là cái con đường các bạn nên đi là như thế nào, và họ sẽ cho các bạn thấy được giống như là họ một là một cái người chỉ dẫn á, họ là một cái người guide cho các bạn á, họ là một cái người hướng dẫn cho các bạn rất là nhiều, họ là sẽ là một cái người bạn đồng hành của các bạn trên cái con đường tương lai của mình, có thể là trong vấn đề công việc kinh doanh của các bạn, hay là trong vấn đề tư vấn về tâm sinh lý tình yêu, hay là như thế nào đó. Nhưng mà đây sẽ là một cái người mà chỉ cho các bạn thấy được cái cuộc sống thực tế đang diễn ra như thế nào, và các bạn có thể họ sẽ cho các bạn thấy được rằng là cuộc sống nó sẽ không màu hồng như là cách các bạn nghĩ. Họ là cho các bạn thấy được là một cái cánh nhìn thực tế từ một cái người họ đã trải qua rất là nhiều thứ rồi, nó như thế nào. Ok, và cái đặc biệt cái viên đá màu tím này nó cũng nói về cái tính tâm linh rất là nhiều, đặc biệt là màu tím này ha. Ok. Ok, các bạn đã được, đó là tất cả những cái gì mà Ki có cho tụi bài số 1 ha. Bây giờ thì Ki sẽ đến với các bạn nhận tụi bài số 2. Tụi bài số 2 là các bạn chọn viên lapis lazuli. Các bạn có the moon một lần nữa, các bạn có the hangman, các bạn có king of straw, các bạn có five cup, các bạn có seven of cup, các bạn có 9 gậy, các bạn có 10 gậy, các bạn có temperance, các bạn có six of pentacles, và các bạn có the hermit. Đây là một người có thể mang nguồn năng lượng của khí, khí rất là nhiều ở đây. Khí thiên bình, bổ bình, song tử, hoặc là nước, song ngư, cự giải, bọ cạp, hoặc là đất. Đất thì ít thôi, kim ngưu mang cách sử nữ, đặc biệt là sử nữ. Khi thấy ở đây là như thế này nè mọi người, cái người này là một cái người khác hẳn với cái người tuổi 1. Cái người tuổi 1 là một cái người mang nguồn năng lượng nữ tính rạch
đặt cái nguồn năng lượng nữ tính luôn. Thì cái người của tuổi 2 lại là cái người mang rất là nhiều nguồn năng lượng nam tính, là một người sống rất là về lý trí, ở là một người sống rất là lý trí và sống rất là kín. Cuộc sống của họ rất là kín, có thể là rất là ít người nhìn thấy được cái mặt trái, cái cục mặt, không phải là mặt trái mà là cái sâu bên trong cái con người của họ là như thế nào. Chỉ thấy là có thể là người này á, là một cái người mà họ họ vì cái khoảng thời gian, vì những cái sự khó khăn mà họ gặp phải trong cuộc sống á, hay là họ là bị lừa gạt, bị sập bẫy, bị nói chung là họ bị những cái vấn đề về là niềm tin á, cho nên là họ hiện tại họ đang bị những cái vấn đề về niềm tin trong cuộc sống của họ rất là nhiều. Cho nên là họ họ rất là sợ cái cảm giác là lỡ như mà họ tìm thấy một cái điều gì đó mà có một ai đó họ lấy mất đi cái điều đó của họ. Giống như việc là họ có thể tìm thấy một cái kho báu nào đó mà họ sợ rằng là họ phải gom để cái gì họ cũng ôm vào mình hết, bởi vì họ sợ rằng là có ai đó sẽ đến cướp đi cái điều đó của họ. Khác với cái người của tụ một là họ sẵn sàng, thì cái người của tụ hai này á, họ lại mang một cái nguồn năng lượng gì đó mà cho Ký thấy đó là họ mang cái tâm lý là họ sẽ chạy trốn đi khỏi cái mối quan hệ với bạn nhiều hơn. Cái điều mà Ký thấy ở họ có thể là họ hiện tại họ đang rất rất là stress, họ đang rất là nhiều suy nghĩ ở trong đầu của mình, họ đang, nhưng mà có thể là bạn sẽ không thấy cái điều đó, bởi vì là họ là một cái người sống thiên về lý trí, họ làm cái gì cũng về lý trí cả. Và có thể là như thế này nè mọi người, bạn gặp một cái người nào đó nhưng mà ở thời điểm hiện tại họ đang ở trong một cái mối quan hệ khác, hoặc là họ đang có những cái sự lựa chọn khác, hoặc là khi mà các bạn gặp nhau á thì họ lại đang vô tình ở trong một cái mối quan hệ nào đó rồi, họ đang có người yêu rồi hoặc là như thế nào. Nhưng mà cái cảm xúc dành cho bạn á, nó là một cái điều gì đó rất là đặc biệt đối với họ ở thời điểm này, và cái điều đó thì họ không thể nào chối chối cãi được, họ không thể nào gạt cái điều đó ra khỏi đầu của họ được. Nhưng mà họ vẫn phải ở trong cái nguồn năng lượng là họ phải lựa chọn, họ phải suy nghĩ, họ phải xem xét rất là nhiều thứ. Nhưng mà dường như rằng cái lựa chọn cuối cùng của họ sẽ là cái lựa chọn họ sẽ ra đi một mình. Có thể nha, là cho dù là họ có rời đi khỏi cái mối quan hệ hiện tại của bạn á, đấy rồi, họ có rời đi khỏi cái mối quan hệ hiện tại của họ thì họ cũng sẽ không chọn cái cách là họ đến với bạn. Bởi vì có thể họ sẽ cảm thấy là họ không công bằng, hoặc là họ cảm thấy là họ không xứng đáng, bởi vì họ lừa dối một trong hai người, hoặc là bạn, một vài trường hợp là họ đang tương tác với bạn nhưng mà họ đang có một cái mối quan hệ nào đó khác nhưng mà cái điều này bạn không biết chẳng hạn. Hoặc là đây là một cái người thích bạn một cách rất là âm thầm và lặng lẽ luôn. Có rất là nhiều cái trường hợp ở đây ha, cho nên là mọi người lấy cái trường hợp nào phù hợp với mình thôi, cái xem là cái nào nó phù hợp với mình. Có thể là bạn từng là cái người đã an ủi họ rất là nhiều trong những cái sự tổn thương của họ. Bạn là một cái người đã bên cạnh họ rất là nhiều trong những cái giây phút mà họ cảm thấy rất là tổn thương. Khi mà nhìn thấy cái bài 5 ly ở đây nè mọi người, nó cho kia cảm giác đó, bạn là một cái người đã từng rất là vỗ về họ, đã từng rất là ở cạnh họ, và cái cảm xúc của họ dành cho bạn là một cái mà họ không thể nào không không để ý được. Nhưng mà có thể họ đã mắc kẹt trong một cái mối quan hệ nào đó và họ không muốn mất cái mối quan hệ hiện tại, nhưng mà cái cảm xúc của bạn á, nó cũng không thể nào làm cho họ không nghĩ đến được. Cho nên là nếu như trong tương lai hỏi là họ có một cái hành động gì cụ thể hay không, thì dường như là họ vẫn sẽ duy trì cái tình trạng này ha, họ vẫn sẽ duy trì cái tình trạng này nếu như họ chưa nói ra cái tình cảm này, hoặc là nếu như mà họ đã nói ra và họ đã biết, bạn đã biết cái tình cảm của họ dành cho bạn rồi á, thì rất có thể là trong tương lai á, họ sẽ lựa chọn một cái hướng đi nào đó mà có thể là nó không phải là ở bên cạnh của bạn, hoặc là ở bên cạnh cái người kia, à, họ sẽ chọn một cái hướng đi là họ hoàn toàn tách ra khỏi những cái điều đó. Và ở thời điểm hiện tại thì có thể họ đang rơi vào cái trạng thái là họ bị mắc kẹt và họ bị mắc giữa những cái sự lựa chọn và không biết phải làm như thế nào. Các bạn có big happy chance, các bạn có a year from now, và các bạn có take unlikely.
Unlikely, rõ ràng là có một cái điều gì đó nó không ổn. Có một cái điều gì đó nó không ổn diễn ra ở đây. Có một cái điều gì đó nó thực sự cần phải thay đổi. Và trong khoảng có thể là cái sự thay đổi này á, là một cái sự thay đổi để mà mọi người này có một cái sự thay đổi về mặt tích cực hơn á, thì họ cần khoảng thời gian từ giờ đến khoảng 1 năm nữa thì họ mới có những cái sự thay đổi đó. Và còn cái việc là họ có tiến về phía của bạn hay không á, thì có thể là khi chưa thấy được cái điều đó, có thể là bạn là một cái người vừa mới xuất hiện trong cuộc sống của họ và họ có một cái cảm xúc gì đó rất là mới mẻ dành cho bạn, hoặc là bạn là cái người mà sau một cái cuộc nói chuyện với bạn á, họ có rất là nhiều cái cảm xúc với bạn, có thể họ là một họ cảm thấy là bạn là cái người có thể xoa dịu những cái sự tổn thương của họ, họ có thấy được bạn là cái người có thể cho họ những cái lời nói mà họ cảm thấy rất là nhẹ lòng khi mà nghe nó. Nhưng cái mối quan hệ này là một cái mối quan hệ ở thời điểm này họ thấy nó không ổn một chút nào cả, bởi vì cái cảm xúc này họ biết đó là sai, cái cảm xúc này họ biết nó là không nên có ở cái thời điểm này. Các bạn có unrequited love, các bạn có attraction và các bạn có make the effort. Một cái điều chắc chắn là họ không thể nào gạt đi được cái sự thu hút từ phía của bạn dành cho họ. Cái điều này khiến chắc chắn, cho dù là họ có dùng rất là nhiều những cái lý do để bao biện, thì cái cảm xúc dành cho bạn là một cái điều mà khi không thể nào mà khi phải nói là họ không thể nào mà họ gạt đi được, họ phản bác được, nó vẫn luôn luôn ở trong đầu của họ. Nhưng mà như khi đã nói rồi, đây có thể là một cái mối quan hệ mà nó hơi mang một cái tính chất ngoài luồng một chút, nó mang một cái tính chất gì đó khi sẽ không đánh giá nó là một cái mối quan hệ sai. Bởi vì là như thế này nè mọi người, bạn có người yêu nhưng mà cái cảm xúc nó là một cái nó đến rất là bất ngờ. Bạn có một cái mối quan hệ rồi nhưng mà khi một cái người nào đó mang cho bạn một cái cảm xúc khác á, cái đó là một cái điều mà bạn không thể nào mà ngăn cản cái cảm xúc được, bởi vì cảm xúc là một cái gì đó nó rất là tự nhiên. Nhưng mà cái cách các bạn hành động, cái cách các bạn tự làm như thế nào với cái mối quan hệ hiện tại của bạn và cái cách bạn giải quyết như thế nào với cái cảm xúc mới của mình, đó mới là cái vấn đề. Cái việc là nó tốt hay xấu, nó tiêu cực hay tích cực là phụ thuộc vào cái hành động của các bạn. Còn về cái mặt cảm xúc, cái lý cái hoặc cái mặt cảm xúc của các bạn đó, thì nó sẽ không sai. Cho nên là đừng đánh giá cái cảm xúc của mình, cũng như là đừng đánh giá một cái người nào đó, dù như bạn biết họ có tình cảm với bạn, nhưng cái mà họ hành động á mới là cái để họ đánh giá được, mới là cái mà bạn đánh giá được họ có phải là một cái người tốt hay không, họ có làm đúng hay không, họ tiêu cực hay không. Và bản thân các bạn tương tác ngược lại với cảm xúc đó mà họ dành cho các bạn á, khi mà các bạn đã biết cái điều đó rồi, nó cũng là một cái điều để xem là các bạn có phải là một cái người mà đưa ra được những cái hành động nó mang cái tính tích cực hay không ha. Khi không đánh giá bất kỳ ai, nhưng mà bởi vì xem cái channel của Khi có rất là nhiều người, và thật sự bên ngoài thực tế thì cũng gặp là không phải ai khi mà có cái cảm xúc, có một mối quan hệ rồi nhưng mà khi có một cái cảm xúc mới so với một cái người nào đó thì họ cũng đưa ra một cái quyết định đúng. Có thể họ đưa được những họ đưa cái quyết định rất là sai, giống như là họ quan hệ trong bóng tối, hay là họ vẫn cheating cái đối tượng của mình, thì khi sẽ không đánh giá, bởi vì là rất nhiều người xem trong cái tụ bài. Nhưng mà như khi nói là cái tình cảm thì bạn có người yêu nhưng mà đột nhiên bạn có một cảm xúc với người nào đó thì nó sẽ không sai. Nhưng mà cái cách các bạn hành động á, cái các bạn phản ứng lại với cảm xúc đó là gì, đó mới là cái cần lưu ý. Nó ở tiêu cực hay tích cực là tùy thuộc vào bản thân của bạn. Các bạn có balance, các bạn có healing begin và các bạn có seek. Ok, họ đang là cái người cần phải đi tìm cái câu trả lời, họ đang là cái người cần đi tìm những cái câu trả lời của mình. Hai, trước mắt là Khi vẫn sẽ chưa thấy là liệu cái mối quan hệ này nó sẽ như thế nào, nhưng một cái chắc chắn rằng là họ sẽ không để cái mối quan hệ này đi quá giới hạn. Một cái chắc chắn là như Khi từ đầu đã nói, họ là một người sống rất là lý trí, cho nên họ sẽ không để cái mối quan hệ này đi quá một cái giới hạn đâu. Cho nên là họ sẽ tự mình đi tìm cái câu trả lời đó. Một vài bạn có thể là như thế này nè, có thể bạn sẽ không biết cái cảm xúc của người này đâu cho đến khi mà có thể là mọi thứ nó đã quá là quãng thời gian rất là xa rồi, khi mà các bạn gặp họ thì họ mới kể lại là à hồi xưa tao có như vậy với mày, hồi xưa anh có thích em thế này, hồi xưa em có thích anh như thế này nè.
có thể là như thế luôn. Một vài trường hợp là họ sẽ là một cái người thích bạn trong một cái cách rất là bí mật, đó là âm thầm, hoặc là nếu như họ nói ra thì sẽ không còn không có gì để nói nữa rồi. Một cái cách là nói chung là khi sẽ không đánh giá cái cách giải quyết nào là tốt hay xấu, nhưng tốt hay xấu hay không là phụ thuộc vào các bạn, là phụ thuộc vào cách nghĩ của các bạn, và phụ thuộc vào cái việc là bạn có làm tổn thương một ai đó hay không mà thôi. Cho nên là khi sẽ không đánh giá ai, nhưng mà theo như cái cách của Khi và cái quan niệm sống của Khi thì với trường hợp này cách tốt nhất đó là cái người này họ không nên để những cái mối quan hệ nó đi quá xa cái giới hạn của nó, và không có cái cách nào để chữa nó nữa, thì cái đó mới là cái cách mà theo Khi đó là cái điều tốt nhất. Ok, đó là tất cả những cái gì mà Khi có cho tụi bạn số 2. Bây giờ thì Khi sẽ đến với các bạn chọn tụi 3 ha. Các bạn chọn tụ 3, các bạn có 8 gậy. Wow, 8 gậy mọi người. Nhưng mà tại sao kia wow là tại vì có cái lá này kế bên. Knight of Cups, các bạn có 5 xu. Các bạn có Page of Cups, các bạn có Strength, các bạn có The Empress. Các bạn có Three of Cups, các bạn có Five of Swords và các bạn có Seven of Swords. Wow, đây là cái tụ mà có thể là khá là vui. Sắp đến đây thì có thể là bạn sẽ nhận được một cái tin nhắn nào đó. Cái người mà các bạn muốn gặp, cái người nào đang muốn gặp bạn á, có nghĩa là một cái người đó họ có một cái tình cảm với bạn ha, người này muốn gặp bạn để tỏ tình với bạn. Với cái lá Strength và cái lá Three of Cup này, nó cho kia cái cảm giác là người này là một cái người mà các bạn hiện tại các bạn đã quen biết họ rồi, các bạn có thấy cái sự hiện diện của họ rồi, có thể họ là một cái người mà các bạn quen biết thông qua bạn bè, hoặc là một cái người mà các bạn đã trở thành bạn bè với họ một thời gian, thì có thể là họ sắp sửa sẽ có một cái sự tỏ tình tỉnh tò gì đó với bạn. Họ sẽ gửi, có thể là họ sẽ gửi tin nhắn, họ sẽ gọi điện, hoặc là họ sẽ như thế nào đó. Nhưng mà cái cách của người này á, sẽ là cách tấn công rất là nhanh chóng ha. Và đặc biệt là người này có thể là một người thuộc cung nước, xong người cự giải bò cạp, một rất là nhiều nguồn lượng nước ở đây. Hoặc là lửa, bạch dương nhân mã sư tử. Hoặc là đất. Đất thì ít thôi. Hoặc là khí, cũng có thể là họ là người thuộc cung khí. Cái mà Khi thấy ở đây á, mọi người có thể là người này hiện tại họ đang rất là họ mới vừa để ý bạn, họ mơ họ có cái tình cảm với bạn, họ thích bạn và họ đang như kiểu là đối với một vài bạn á thì các bạn đang ở trong mối quan hệ mập mờ với người này, còn đối với một vài bạn á thì hai người đang duy trì cái mức là bạn bè với bình thường với nhau. Và có thể là bạn cũng không nghĩ nhiều đâu ha, bạn cũng không nghĩ nhiều đâu, hoặc là như thế nào đó, nhưng mà cái sự hấp dẫn của bạn á nó rất là ảnh hưởng đến với cái người này. Một cái là chắc chắn là họ sẽ đến để mà tỏ tình với bạn. Cái lá tài sập khắp này nè mọi người, cái là họ sẽ tặng cho bạn một bó hoa, hoặc là gửi cho bạn một bức thư tình, hoặc là họ sẽ đến nói chuyện với bạn, thổ lộ tình cảm cho bạn biết. Một cái nữa là rất có thể sắp tới thì bạn sẽ gặp họ ở trong một cái buổi tụ tập nào đó. Có thể là người này, chắc chắn là bạn sẽ không gặp cái người này ở cái môi trường mà chỉ có hai người đâu, nhưng mà có thể là bạn sẽ gặp cái người này ở trong một cái buổi tụ tập nào đó, một cái cuộc hội họp nào đó, một cái không phải là hội họp mà là một cái bữa tiệc nào đó, hoặc là một cái buổi gặp gỡ bạn bè nào đó. Sorry mọi người. Một cái nữa đó là ở thời điểm hiện tại thì Khi thấy là có thể trong cái cuộc sống của họ họ đang gặp một số những cái khó khăn về mặt tài chính. Đây có thể là một cái người họ sống thiên về cảm xúc, họ không phải là một cái người trải qua rất là nhiều thứ như tụ 1 và tụ 2. Họ là một cái người rất là trẻ, họ là một người đang trên cái con đường hành trình của mình, thì họ cũng có một số những cái khó khăn nào đó, và trong một số những cái trường hợp đó thì có thể cái tình cảm này dành cho bạn đã từng họ đã từng chạy trốn nó rất là nhiều, họ đã từng không nhìn nhận vào cái tình cảm đó, họ đã từng không không nhận thừa nhận cái tình cảm đó. Nhưng mà có thể là như thế này, là họ thấy rằng là cái họ sẽ nói cho bạn biết cái tình cảm của họ khi mà họ có cảm giác là họ sắp sửa mất bạn, giống như là
họ một số trường hợp là như thế nào, thôi mình không muốn nói ra, hay là cái tình cảm thì họ không muốn nói ra đâu, có thể là bởi vì là có thể họ nghĩ là bạn sẽ, họ sẽ không giành bạn lại hay là như thế nào đó. Nhưng mà trong cái khoảnh khắc mà họ có cảm giác rằng là họ sắp sửa mất bạn rồi, bạn sắp sửa thuộc về một cái người nào đó rồi á, thì họ lại tiến đến, họ lại tấn công bạn, họ lại tỏ tình với bạn, họ sẽ lại thổ lộ với bạn rất là nhiều. Và trong một cái trường hợp này, khi mà nhìn cái lá bài strength á, nó cho Ki thấy là có thể là một là bạn nha, có thể là bạn, đây là Ki nghĩ là từ nguồn lượng từ phía bạn nhiều hơn, có thể là trong một cái khoảnh khắc nào đó họ đã từng rơi vào cảm xúc rất là khó khăn, rất là tuyệt vọng, rất là nhiều thứ họ cảm thấy không, cuộc sống của họ nó không được thông thoáng. Nhưng mà cái sự xuất hiện của bạn, cái sự cho lời khuyên của bạn, cái sự đến bên cạnh bạn, tới bến bên cạnh họ từ phía của bạn á, thì họ lại cho bạn, lại cho họ cảm giác là bạn vừa mới giúp họ rất là nhiều, và chính cái sự giúp đỡ đó nó lại càng làm cho cái cảm xúc của người này tăng lên rất là nhiều dành cho bạn luôn. Nhưng mà đã có thể là đã từng, hoặc là trong khoảng thời gian sắp tới, họ vẫn sẽ có cái cảm giác là họ chạy trốn khỏi cái mối quan hệ này, nhưng chỉ cần là họ có cảm giác là bạn gần như là sắp sửa là bạn sẽ có người yêu, hay là bạn mấp máy rằng là bạn chuẩn bị có người nào đó, thì họ lại 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 chạy đến và giành giật lại bạn á, giống như là họ thấy là có ai đó sắp sửa cưa cẩm bạn đi, hay là họ thấy rằng là có ai đó đang lởn vởn trong cuộc sống của bạn, thì họ sẽ nhào đến bạn và họ nói ra cái điều đó, họ sẽ giành bạn. Hoặc là như thế này nè mọi người, trong một số trường hợp tức là họ không nói, nhưng mà đâu đó họ cảm thấy rằng là bạn bạn họ họ kiểu là họ họ không muốn bạn có người yêu. Thí dụ là có một số trường hợp như thế này, họ có cảm xúc với bạn nhưng mà họ không nói, nhưng mà họ cũng không muốn bạn có người yêu, và khi mà họ thấy bạn có người yêu thì họ sẽ lên cảm giác là họ rất là khó chịu, họ lại muốn giữ cái điều đó. Nói chung là hơi ích kỷ một chút. Một người này có thể là một người hơi ích kỷ việc see self cái về về họ chút, bởi vì họ vẫn còn rất là trẻ, họ vẫn còn rất là nhiều cái gì đó. Nhưng mà rõ ràng là cái người này rất có thể là cái người có cảm xúc rất là nhiều người, có thể là họ là một cái người mang nguồn năng lượng nam tính, nhưng mà là người nam rất là trẻ ha, một người mang nguồn năng lượng rất là trẻ. Các bạn có no, các bạn có in the near future, và các bạn có let's go, chắc chắn là sắp sửa đến đây trong một cái tương lai gần nào đó, thì họ có thể tiến về phía của bạn. No ở đây rất có thể cái tình nó no, nó giống như những cái lá bài này nè mọi người, tức là có thể họ đã từng không nhìn nhận cái tình cảm này, họ từng say no cái tình cảm này, họ nói nó như thế nào đó, nhưng mà họ không nhìn nhận nó, khi không biết là giữa cái bạn và cái người này nó như thế nào, nhưng mà có cái cảm giác là họ không nhìn nhận cái tình cảm này, hay là họ từ chối cái việc là họ có cảm xúc với bạn. Nhưng mà cái việc đó thì họ càng làm cái điều đó thì nó lại càng làm cho họ cảm thấy là cái cảm xúc của họ dành cho bạn nhiều hơn mà thôi. Và trong tương lai gần sắp tới, chắc chắn là sẽ có một cái bước tiến nào đó từ họ dành cho bạn. Có thể là một cái sự thổ lộ, có thể là một cái điều gì đó. Các bạn có free yourself, yeah. Tin Kỳ đi, sẽ có cái sự hành động của người này. Các bạn có keep an open mind và các bạn có honeymoon. Rất có thể là như khi nó nói như thế ha. Có thể bạn từ trước đến giờ bạn không phải là cái gu của họ. Có thể là từ trước đến giờ bạn không phải là cái kiểu người mà họ nghĩ rằng là họ có thể quen bạn, quen một cái kiểu người giống như bạn, hay là bạn không thể nào hiểu, họ không thể nghĩ là có một cái lúc nào đó họ có thể có cảm xúc với cái người đó. Có thể hai người có một cái khoảng cách gì đó, có thể là khoảng cách về mặt tuổi tác, có thể là có khoảng cách về địa lý, hoặc là có thể có khoảng cách về quan niệm, về tính cách, hoặc là có một cái những cái quan niệm nào đó trong cuộc sống mà có thể từ trước đến giờ họ xem cái điều đó là đúng, nhưng mà khi mà họ gặp bạn á, họ lại có những cái điều mà nó khiến cho họ cảm thấy họ nghi ngờ về tất cả những cái quan niệm đó từ trước đến giờ của họ. Cho nên họ đang cần mở lòng hơn rất là nhiều. Với honeymoon ở đây thì có thể họ là một số trường hợp thì là họ có cái khoảng cách địa lý với bạn thì họ đang cần phải di chuyển, hoặc là các bạn cần phải di chuyển thì các bạn mới gặp nhau được. Hoặc là trong một cái trường hợp là sắp đến đây thì họ sẽ cùng với các bạn đi du lịch, họ sẽ cùng có một cái chuyến đi nào đó với các bạn, một cái chuyến đi nào đó vui vẻ, vui chơi với nhau với tư cách là những người bạn bè hoặc là như thế nào đó. Nếu như họ chưa có thổ lộ hoặc cái điều này ra, hoặc là sau khi cái sự thổ lộ này các bạn sẽ mà các bạn có được cái sự chấp nhận đó,
thì hai bạn sẽ có một cái chuyến đi cùng với nhau khi đang thấy có những cái trường hợp nó là như thế. Các bạn có những cái lá cuối cùng đó là Solar Plexus Chakra, các bạn có List và các bạn có Teach. Như thế này là mọi người. Ai da. List và Teach nó cho kia cảm giác là một là có thể người này là một cái người đang làm ở một cái vai trò là một cái người đội làm nhóm trưởng hoặc là làm đội trưởng hoặc là họ đang làm một cái người mà trong một cái vài trường hợp nào đó thì trong cái công việc, cái cuộc sống của họ, họ đang là một cái người làm chủ một cái điều gì đó. Có thể họ có công ty riêng hoặc là có doanh nghiệp riêng, có một cái điều gì đó, họ kinh doanh riêng. Nói chung là hiện tại họ đang là một cái người rất là tự chủ về mặt tài chính vật chất hoặc là cái điều gì đó về cuộc sống của họ, và họ đang rất là, so với cái Solar Plexus Chakra này á, nó cho họ, mình thấy được, họ thấy được là họ là một cái người rất là có tiềm lực ở bên trong, họ rất là tin vào cái sức mạnh ở bên trong của họ. Cái nguồn năng lượng nam tính của họ cực kỳ mạnh về cái sự tin tưởng, về cái sức mạnh của họ. Và ở trong một cái trường hợp nào đó, Teach ở đây nó cho khi cái cảm giác được rằng là họ là một cái người đã học rất nhiều, họ là một cái người trải qua rất là nhiều những cái vấn đề, và hoặc là họ đang ở trong là đang người ở trong cái giai đoạn họ cần học một cái điều gì đó, hoặc là một là bạn hoặc là họ là một cái người mà có thể truyền đạt cương vị giống như là không phải là người thầy ha, nhưng mà nó giống như gần gần như thế, tức là chia sẻ về những cái kinh nghiệm, chia sẻ về những cái điều trong cuộc sống, chia sẻ về những cái vốn sống rất là nhiều. Nhưng mà trong một cái trường hợp đó, tức là khi thấy được cái người này là cái người có cái tính chủ động, có cái sự quyết đoán, và đâu đó maybe họ mang một cái tính hơi gia trưởng ha. Tự nhiên nó lại cho kia cảm giác như thế. Nhưng mà điều gì nữa thì kia thấy họ là một cái người mang cái tính cầm đầu rất là nhiều, chủ động rất là nhiều. Có thể là nên là cái việc hành động của họ thì sớm thôi á, họ sẽ không thể nào mà để cái sự trì trệ trong những cái hành động của họ nữa. Có thể là khi mà họ đã quyết định hành động rồi, họ sẽ tiến lên với việc của bạn rất là nhanh, đặc biệt trong một khoảng thời gian tương lai gần nữa thôi. Ok, đó là tất cả những cái gì mà Kỳ có cho tụ bài số 3 của ngày hôm nay. Và rất là cảm ơn mọi người đã ở với Kỳ đến hết cái video này. Và khi biết là tần suất ra video của Khi dạo này nó hơi chậm, nhưng mà Khi mong là mọi người có thể thông cảm cho Khi, bởi vì là dạo này thì Khi cũng khá là bận trong cái công việc học tập của mình, rồi những cái dự án riêng nữa, cho nên là mong mọi người thông cảm cho Khi. Nhưng mà Khi vẫn sẽ cố gắng quay trở lại với mọi người sớm nhất có thể, cho nên là mọi người, mong là mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Khi, ủng hộ cùng Khi, ủng hộ cho Khi ha. Còn bây giờ thì Khi sẽ up cái video này ở đây, và đừng quên là mọi người hãy để lại cho Khi một like, một subscribe kênh, cũng như là comment câu chuyện bên dưới của mình cho Khi biết ha. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye mọi người.